Hai, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực Gò Công quê tôi. Thì hôm nay thí nhỏ chia sẻ với cả nhà nữa ha. Món gì nữa đây nè, không biết món gì đây. Thì thí nhỏ cũng làm đơn giản thôi. Bữa nay ăn một món thôi nha cả nhà. Để biết món gì thì mời cả nhà cùng vào bếp với thí nhỏ, cùng làm thí nhỏ nha. Đây, hôm nay thí nhỏ chia sẻ với cả nhà ha. Hôm nay thí nhỏ tự nhiên thí nhỏ thèm cái măng tây á cả nhà. Thấy cái măng tây nó ngon quá nha. Thí nhỏ mua cái lọn măng tây này nè. Rồi thí nhỏ định xào với nghêu ha. Thì ở đây thí nhỏ xào măng tây, xào nghêu. Thì thí nhỏ có chuẩn bị ít muối này để lát mình sơ chế cái măng tây này ha. Với hàng chục tép tỏi. Thì ở đây có nước tương nè, tiêu, đường cát, dầu hào, súp cà no. Thì làm như thế nào mà cùng cả nhà cùng vào bếp với thí nhỏ nha. Cái nghêu này thì về nãy giờ thí nhỏ cũng ngâm cái muối cả nhà, cho nó nhả cái cát ra ha. Rồi bây giờ nghêu thì mình bắt lên mình luộc. Nghêu thì thí nhỏ thấy luộc thì chắc có lẽ là mình không có để nước, mình chỉ để vô cái nồi rồi mình đậy nắp lại mình luộc thôi ha. Còn cái măng tây này nè cả nhà, măng tây này non ghê không đó. Cái măng tây này thì cái nào nó già thì thí nhỏ bỏ ha, còn cái nào nó non thì lấy. Chắc cũng bỏ mất cái khúc gốc này nè, cái gốc này nó cũng già già mình bỏ, còn cái nào non mình lấy ha. Thì cái măng tây này nó mình xài được cái mình bỏ chắc cũng chút xíu nè cả nhà, thấy nó non èo à, ngon quá. Mình cắt cái măng tây này, cái nào già mình bỏ ha cả nhà. Thì cái nhỏ thấy cái này nó cũng non nè, nó non vậy thì chắc mình cũng không bỏ ha. Cái nào nó già thì nó sẽ có cái lớp sơ ha. Mình cắt cỡ như vậy đi, non èo à cả nhà ơi. Cái nào già thì mình bỏ ha các bạn, còn cái nào ngắn, ý là cái nào non thì mình lấy ha. Cái nhỏ cũng cắt ngắn ngắn vậy ha. Nè nó non èo nè cả nhà. Đó. Cái nào cái nhỏ thì lần lượt thôi, bây giờ cái nhỏ cắt cho nó xong ha. Để rút gọn thời gian đi, rồi cái nhỏ cũng làm cái này cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi tiếp tục là mình làm chia sẻ tiếp với cả nhà ha. Cái nhỏ lặt xong rồi nè các bạn. Ngon ghê luôn á. Cái nhỏ thấy nó non, hết sức non ha. Cái thí nhỏ lột ra nè, lột ra mà nó đứt ra, thí nhỏ lấy cái bào, thí nhỏ bào chứ thật ra cái nó mình xào ăn cũng được nó, tại thí nhỏ kỹ nhỏ làm vậy thôi chứ nè, ngon quá trời luôn ha. Giờ mình cho cái nồi mình cho nghêu vô nha các bạn. Luộc chừng 3 phút mà là nó hả họng ra, cái nồi nóng này chừng 3 phút là nó hả họng ra là mình nhắc xuống ha. Cái thau măng này nãy giờ thí nhỏ cũng ngâm nước muối các bạn, ngâm cho nó giả cái chất độc ra ha. Thì măng thì theo thí nhỏ nghĩ măng nào nó cũng độc á, ăn thì nó ngon thiệt nhưng mà nó độc lắm, mình phải ngâm nước muối dài nước đi rồi mình xả cho nó sạch sẽ, xong rồi thí nhỏ cũng phải còn làm cách khác nữa, tiếp tục nữa là thí nhỏ sẽ trần lại cái nước muối với nước sôi á để cho nó giả bớt ra cái chất độc, mình ăn không bị nhức mũi các bạn. Nghêu nãy giờ mình bắt nó được chừng 3 phút rồi các bạn, con nó sôi lên nè ha, để nó nhỏ trộn cho nó hả họng đều, nó nhỏ lột ha. Đó cái nhỏ đâu có đổ nước đâu mà tự nó ra cái nước rồi đó, nhỏ ngâm nãy cái nhỏ ngâm nước muối cho nó sạch, nó không có cát á các bạn. Rồi mình tắt bếp ha. Nè các bạn, mình mới luộc chút xíu cái là nó hả họng ra hết, là nghêu ngon mập ú luôn các bạn. Bây giờ thí nhỏ ra lột gỡ ra ha. Nhỏ gỡ ra. Gỡ hết ra. Nghêu này mà xào măng tây ăn là bá chén luôn ha các bạn. Măng tây nó ngọt rồi nghêu nó ngọt nữa ha. Tuyệt vời luôn. Thì hôm nay thí nhỏ chia sẻ với các bạn cái món nghêu xào măng tây này. Cái nói vậy chứ mà cái măng tây này thí nhỏ cũng lần đầu tiên ăn đó, mà thí nhỏ nghe nó ngọt lắm các bạn. Mà thật sự thí nhỏ nếm nó ngọt, nếm cái cọng măng tây sống nó ngọt ghê luôn á, mà nó non lắm. Cái gốc của nó dưới thí nhỏ cũng lấy thí nhỏ cắt nó ra bào bào cái vỏ ngoài, chứ thật sự mình lột không có được chứ nó cũng non mèo à.
lọc xong rồi các bạn. Ngon như sợ không? Tay mình ngâm cái muối này các bạn, nãy giờ mình cũng rửa mấy nước rồi đó. Rửa cho nó sạch ra. Cái măng thì ăn nó độc lắm. Rửa cho kỹ rồi cái nhỏ còn luộc sơ qua với nước muối nữa ha. Để mình làm cho nó an toàn. Bởi vì người ta nói thức ăn ở nhà làm nó an toàn là vậy đó các bạn. Cái cây mự ha, cắt nó ra làm đôi á, mà rọc nó ra cả nhà. Mà thấy nhỏ, tại thấy nhỏ muốn ăn cho nó giòn á, nó không có cứng, nó giòn ngon, thấy nhỏ để vậy luôn ha. Còn ví dụ như nhà mình á, ăn á, thì muốn rọc ra rọc, mà thấy nhỏ thấy giòn ăn nó ngon hơn ha. Khỏi chẻ ra. Bây giờ thấy nhỏ bắt nó sôi lên, thấy nhỏ chần qua cái ha. Nãy giờ thấy nhỏ rửa cái này rồi nè các bạn, rửa nhiều nước, giờ thấy nhỏ đóng nước sôi ha. Nhỏ cho nước sôi vô. Nhỏ cho nước sôi vô để nhỏ chần với muối. Cho nó chần chừng vài phút à. Cho chút xíu muối vô ha. Rất muối luôn nha. Tại vì cái này thấy nhỏ không có xài muối xào nữa. Muối xào nó sẽ bị mặn á cả nhà. Tại vì cái con nhiêu nó cũng mặn rồi, cái chất của nó là đã mặn rồi ha. Cho nên thấy nhỏ không có xài muối. Chần sơ qua vậy nè cho nó giả cái chất độc của cái măng á, mình ăn nó không có bị đau mình nhất mình. Nước nóng nè. Cái măng nó xanh đẹp dễ sợ không? Ngon lắm, giòn các bạn. Mình thấy cái độ giòn của cái măng này ngon dữ lắm nha. Rồi đó giờ thấy nhỏ cũng lần đầu tiên thấy nhỏ ăn, nhưng mà thấy nhỏ khi mà thấy nhỏ làm thấy nhỏ cảm nhận được cái cây măng nó rất là giòn mà nó ngọt nha. Thấy nhỏ nếm thử nó ngọt ngon lắm. Cái loại măng này mua ở mấy chỗ người ta bán đồ mà legume của đồ Đà Lạt đó cả nhà. Thấy nhỏ thấy bán cũng rẻ lắm, một hộp một lọ này thấy nhỏ không biết mấy trăm gram ha, thấy cỡ 400-500 gram gì á mà nó có 40.000 à. Thấy nhỏ mua một lọ này rồi thì thấy nhỏ dặn vậy được ha. Giờ thấy nhỏ đổ ra ha. Rồi đổ ra, thấy nhỏ cho nước lạnh vô này. Cái độ giòn cho nó ăn toàn ha, ngon đây không? Rồi, nhờ cái nhỏ hút ra, cái nhỏ xào ha các bạn. Mình xào măng mình ăn cơm đi thôi nè. Ngon quá. Mình bắt chảo lên mình nóng, mình cho miếng dầu vô nha các bạn. Xíu dầu thôi. Rồi dầu nóng cái nhỏ cho tỏi vô ha. Nhỏ tắt lửa thì nhỏ là cho cái tỏi này ra ha. Rồi cái dầu hành nào tỏi này nó còn để thơm á, cái nhỏ bật lửa lên cho nhỏ xào. Rồi nhỏ cho hết cái này vô ha. Xào với lửa lớn nha các bạn, cho nó giữ được cái màu xanh của nó giữ cái độ giòn của cái cây rau củ của mình nó sẽ được ngon hơn ha. Mình xào được 2 phút là mình cho chút xíu đường vô ha các bạn. Rồi ở đây nhỏ cho chút xíu nước tương nha.
ít thôi, tại vì cái riêu của nó cũng có cái chất mặn rồi nên mình không có xài nhiều ha. Rồi cho bún sốt cà vô nè, cái dầu hào cũng nhỏ cho vô luôn ha. Nhỏ cho nghiêm vô luôn ha các bạn. Mình xào cũng chừng 3 phút là nó cũng chín rồi các bạn, để cái nhỏ miếng này theo cái khẩu vị gia đình mình ha. Đã thấy được rồi, mình không cần mà xài cái nước mắm gì hết ha. Tại vì cái chất nghiêu là nó đã có cái chất mặn rồi, vậy là vừa ăn ngon, rất là ngon. Tỏi nè, giờ cái nhỏ cho vô luôn ha. Thì cái măng tây mình xào với nghiêu vậy là đã xong rồi đó các bạn. Cho muối tiêu vô ha. Rồi mình tắt lửa mình ăn cơm nha các bạn. Rồi cái nghêu xào măng tây của mình như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với thứ nhỏ nha. Con múc cơm cho. Ừ, đó múc rồi đó. Múc canh hả? Rồi con múc ăn đi. Thứ nhỏ bữa nay thứ nhỏ ăn măng tây xào với nghêu. Mà thứ nhỏ thèm, thứ nhỏ ăn vậy nè. Còn em bé thì em bé nhỏ nhà mình nó có canh khoai mỡ nấu cơm á cả nhà, với tôm rang. Mà bữa nay nghỉ học rồi đòi ngồi ăn với bà ngoại. Còn thứ nhỏ khát nước quá rồi cả nhà. Thứ nhỏ còn ăn ngọt quá cả nhà, ngon ghê luôn. Nhỏ muốn nước ha. Mà cả nhà muốn nước tôm ép nha cả nhà. Này tôm ép nè. Con uống nước không? Uống nước đi. Dạ không. Ăn cơm hả? Ăn xong mới uống. Ê, bưng lên ăn con, đừng có kê cái miệng như vậy. Dạ con xin lỗi con quên. Con xin lỗi con quên, dễ thương không? Quá à. Bữa nay bé mình nè, bé Nga này á, cháu ngoại mình, cháu ngoại mình nhỏ nó nghỉ học á. Ôi bưng lên ăn chứ đừng có hút vậy. Hút vậy. Ông bà cô chú mình chị cười đó. Ngon. Rổ mà. Ông bà đực quá à, các bạn ơi. Đực ghê luôn. Nó nhỏ. Giờ nó măng tây nó ngon, cái giỏ mua xào thử ăn chứ đó thì cái giỏ chưa thấy ăn. Ngon ghê, xào yến miêu á. Ngon quá. Ngọt ngay à các bạn. Ngọt ngay. Giòn ngon ghê luôn. Giòn giòn bé bé. Thật ra trời nắng thì nó nhỏ ăn cơm phải có canh, chứ không canh nhỏ không nổi. Con bưng lên con ăn con được có kim vậy. Tại con muốn ăn bằng muỗng. Ăn muỗng thì muỗng nè, để đũa xuống. Chứ cái nhỏ thích ăn cơm có canh á. Nhưng mà tại nay thèm, thèm bất tử vậy thôi, chứ là làm ăn. Nhà mình thì cũng có canh cho bé này, cái nhỏ nó canh phải mở với cơm rang cho bé. Nó ăn hả? Ngon lắm. Ừ. Giòn. Giòn mà ngọt lắm cả nhà. Ăn con nhiêu. Nhiêu ngon. Ngon lắm rồi. Lần đầu tiên biết nhỏ ăn cái trái măng tây này, cái cây măng tây này. Nhưng mà rất là ngon. Nó ngọt ngộ ghê lắm. Ngọt mà giòn ngon quá. Cầm không kém nữa, cầm nguyên quả nè. Nước bẫy rồi mà có rồi. Để nó cái đùi không phải đào vào. Cầm lúc mà không cầm vậy á. Phải chắc. Phá thêm phim đó cả nhà. Mà ăn cái nhỏ sợ luôn. Đổ bể. Ngon nó nhậu. Gọi cho con muốn nổ. Gửi nó ăn không chán mà.
Rồi đi đâu vậy? Con mía. Bưng lên điện thoại, bưng lên đi đâu ạ? Xin bà ngoại cho con ngồi quay phim với bà ngoại. Cũng thường nghe. Mất ăn đi, ăn đừng có đổ, đổ tháo một lần rồi không thích nha. Dạ con hiểu rồi. Hiểu rồi. Thầy lớn rằng đó. Ở đây được đổ một hôm một tê các bạn. Ngon quá. Vô phòng cho mát bà ngoại, ngoại đi ra ngoài lượng nổi lắm, hôm nay trời nắng không à. Da của ngoại đang vừa lùa bây giờ. Da nắng đã đen rồi. Dạ. Ngon không bà? Nó cắn, cái nắng nó cắn da của mình đó. Ừ. Ăn tôm rồi con? Dạ. Nó muốn ăn này không? Ăn nữa không? Ăn này như có ăn rau củ, ăn ha. Ăn ăn mình coi, ngon lắm, ngon ha. Ngon không nói cho cả nhà nghe. Ngon. Ông bà cô chú chị nhé, cả ăn ăn cái kem bông tay ngon quá. Bưng lên con. Đắng quá. Đắng lắm rồi. Nó giòn ngon. Ngon các bạn. Nhiều này là nó nằm nước mặn các bạn, ở biển. Cho nên cho nên á, ai không? Cho nên á, khi mà mình xào đồ á, mình cũng ít niêm nếm lại, ít cái niêm thêm cái nước mắm là muối. Nó cũng đã mặn rồi. Anh ở lên đường rất là no, dầu hào đi chút xíu tương à, lại vừa ăn này, nhỏ làm tương ngắn nè, tương ớt à, ngon quá. Ăn bà cô chú thấy vậy. Ừ, lớn à, nói gì không nghe. Ừ, nói nhỏ lắm nghe, nó không nghe. Nhưng mà con nghe con thấy vậy. Nhiều nó chắc không ạ? Nước non nhiều quá sao chung? Ăn hết tường ra. Mình hết tường rồi. Là con cố gắng ăn mà. Ngon quá bạn nè. Canh không nổi. Cơm rang, cơm rang rồi. Ngon quá. Con thèm quá. Con thèm quá. Con uống nước. Rất người ta cười. Cầm cái chén kì quá, ngoại dạy con cầm vậy nè. Con không cầm. Con nhỏ con mới cầm dài nè. Không, nhưng mà cầm vậy nó sẽ rớt đó. Rớt bẻ. Ngồi ăn một miếng nhỏ sợ rất bể chén dùm luôn. Thấy hay dữ chưa, hay dữ chưa.
Mình thơm chén hả? Ngon không? Dạ. Nhiều quá món mập ú u á. Mập xấu quá. Bé nhỏ bé nhỏ nó thích ăn canh phải mỡ canh chua canh cải, nói chung tụi này cũng dễ luôn các bạn, có canh là ăn được hả? Bé nhà thứ nhỏ ăn như ăn gì cũng phải có canh. Mời bé nhà ăn bữa với đứa nhỏ nha, ai mời bé nhà ăn bữa với đứa nhỏ ha, bữa ngọt ngay luôn. Ba cái chung một cái, một cái nữa rồi không gửi hả? Không sao. Ở chợ mình gửi chứ sao? Cái dạ. Dạ. Ngon quá. Bữa ngọt quá trời ngon. Còn anh nó con ăn nó con bưng nó chém lên. Con đừng có ngồi con lùa vậy. Con rơn nó rớt xuống á. Con ngồi lấy muỗng múc bưng chén ra nè ngoài. Bữa ngọt hết đấy nha. Bưng về bữa nhà ăn bữa nha. Vô được quá rồi, uống nước ăn cơm này, ăn lại uống nữa. Ăn giỏi như vậy. Còn ăn muốn hết tô canh luôn đó các bạn. Cũng mấy chén cơm nè. Má ơi. Tập thể dục cho ấm lại hả? Dạ, tập thể dục suốt ngày luôn á. Tập thể dục suốt ngày ăn uống uống nhiều luôn đó. Ăn đi. Thì cái măng tây á xào mình thấy ăn rất là ngon luôn các bạn. Lần đầu tiên cái nhỏ ăn nó thật sự luôn. Nó ngọt, nó ngon ghê luôn á. Xào với nghêu mà nhiều lắm, nhỏ cũng không hết. Thật sự ngon, thiệt là ngon á. Các bạn, cái măng tây này các bạn xào không thấy ăn cũng ngon rồi đó. Cái giòn nó ngọt hết sức luôn ha. Còn nói gì xào thì thịt bò thì chắc mình nghĩ như thế còn ngon dữ. Trời này quá được luôn. Ăn đi con. Ăn đi xong rồi quay kết thúc video nha. Video đến đây cũng dài rồi đó các bạn, mà cháu ngoại nó là đòi ăn miếng nữa, bé nè nó đòi ăn miếng nữa rồi, cho nó ăn miếng nữa đó. Ăn giỏi ghê không, tự múc ăn nè các bạn. Rồi ông bà cô chú và anh chị nói với con ăn giỏi lắm, dễ thương quá. Con mốt bà hai coi cái video này, các bà hai thấy bà hai nó rồi đô la nó gọi nó ăn video với bà ngoại. Kết thúc nhận bà cô chú anh chị. Ôi video đến đây cũng dài nha các bạn. Thế nhỏ là xin kết thúc ở đây nha. Để thế nhỏ kết thúc ở đây để nha. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất nhiều đã xem hết video và ủng hộ thế nhỏ. Cảm ơn rất nhiều. Ông bà
cô chú anh chị nếu thấy thích đó, thì hãy đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ cho mọi người cùng xem ha, là ủng hộ Thí Nhỏ đó, đăng ký miễn phí. Thì Thí Nhỏ cũng một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn. Bye bye, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.